quý vị, anh chị các bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Thú Cú Kẻm Loan Kim Môn Hải Dương ngày hôm nay. Và rất cảm ơn quý vị, anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh Kẻm trong suốt thời gian qua. Trong buổi sáng sớm hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn xem một mẫu xe rất đẹp nhá, đời cũng khá là cao. Đây là một mẫu xe BMW 320i. Chiếc xe này được sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu năm 2010, tên tư nhân, biển số Hà Nội. Một chiếc xe trang bị khối động cơ chỉ có 1.9 thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này đã vô cùng hợp lý cho anh chị các bạn đi trong cung đường thành phố. Giá dao động chỉ tầm 9 lít trên 100 km/h anh chị nhé. Và một chiếc xe BMW form rất đẹp và mang gam màu trắng, rất thích hợp cho anh chị các bạn phụ nữ. Đấy, phụ nữ chúng ta sử dụng với dòng xe này, và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó không hề tốn anh chị nhé. Nó rất hợp lý thôi. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi trang bị rất nhiều cái tính năng hiện đại an toàn trên xe. Và một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Đức anh chị nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, được đăng ký lần đầu năm 2010. Trang bị rất nhiều túi khí trên xe, trang bị 6 túi khí, phanh ABS 4 máy. Được trang bị rất là nhiều có tính năng hiện đại kèm theo. Một chiếc xe cam kết bảo hành cho anh chị các bạn là không lỗi, không đâm xô, tay lại không ngấm nước. Đến xem xe trực tiếp tại Sara ô tô có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Với chiếc xe này được bên đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 375 triệu đồng. Quý chị các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để được sở hữu, 0976081609 anh chị nhé. Thì tổng thành ngoại thất, nội thất của chiếc xe này hoàn toàn anh chị các bạn về sẵn sử dụng thôi. Có những chi tiết, vài chi tiết thì giờ xuất sắc rất là nhỏ bên ngoài thôi. Thì sau video clip bên cho son tỉa và đánh bóng chiếc xe này cho anh chị các bạn sử dụng. Xe này thì anh chị các bạn yên tâm là còn nguyên hai chìa khóa anh chị nhé. Còn nguyên hai chìa khóa và một chiếc xe đề lỗ thông minh. Đó, đề lỗ thông minh. Xe đi chuẩn hơn 10 vạn một chút thôi. Đó, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Cam kết bảo hành cho anh chị các bạn là máy số nguyên bản. Thì sau đây anh chị các bạn cùng em sẽ đi tiến sâu hơn về cái phần ngoại thất của xe. Ở những cái dòng BMW này nó sẽ giống như một chiếc xe của Đức ấy. Đây là một chiếc xe của Đức anh chị nhé. Giống như một chiếc xe của Mẹc thì nó có những biểu tượng riêng. Đây, BMW này. Đó, nó sẽ có hai cái mặt ga lăng riêng như này và cái biểu tượng BMW ở phần trên. Đó, còn cái phần của Mẹc ấy thì nó cũng tương đồng như này. Đó, Mẹc nó sẽ là la răng liền anh chị nhé. Một chiếc xe biển số Hà Nội, anh chị các bạn ở khu vực Hà Nội để nguyên biển sang tên rất hợp lý. Đấy, một chiếc xe nguyên bản anh chị nhá. Xe nguyên bản này. Cụm đèn nguyên bản từ năm 2009. Đó, qua thời gian sử dụng nó có hiện tượng cũ ố theo thời gian, cái này không thể tránh được. Cam kết là một mẫu xe không lỗi, không đâm xô gì là anh chị yên tâm rồi. Đó. Cái này nó xúc qua đánh rửa đèn nó rất là sáng luôn. Tổng thành chiếc xe mang một lốp sơn màu trắng nhá. Đó, tổng thành chiếc xe mang một lốp sơn màu trắng. Không hề có hiện tượng đâm xô gì hết. Xe đăng kiểm rất dài, tới tháng 4 năm 2021 mới hết hạn anh chị nhá. Đó, đăng kiểm rất dài luôn, tháng 4 năm 2021. Đó, một mẫu xe trang bị động cơ chỉ có 1.9 thôi. Giá rất hợp lý là 375 triệu đồng. Sở hữu ngay một mẫu xe BMW 320 sản xuất năm 2019. Sử dụng, đó, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Tổng thành nước sơn, nó chỉ có vài chi tiết xước răm bên ngoài nó rất là ít nhá, không đáng kể anh chị này. Rất là ít thôi, rất là nhỏ thôi. Đó, xước rất là nhỏ luôn nhá. Đây, một chiếc xe nước sơn màu trắng. Sơn riêng chiếc xe này còn cũng khá là nhiều. Đó, cũng khá là nhiều. Biểu tượng BMW 320i anh chị nhá, 320i. Đó. Trang bị 4 cảm biến lùi theo xe. Ai phải gần gầm bệ của chiếc xe này thì anh chị nhìn này. Gầm bệ chiếc xe này nó vô cùng là chắc nhá. Đối với những cái dòng xe của Đức thì anh chị biết rồi. Cam kết là không hề có hiện tượng là bị han mòn gì luôn. Trừ khi có những chiếc xe đâm đụng ngập nước. Đó, thì nó sẽ có hiện tượng han mòn theo thời gian. Còn hoàn toàn thì chiếc xe này sẽ không có hiện tượng mục mọt gì hết. Đó, tổng thành một nước sơn của chiếc xe này màu trắng. Chị em phụ nữ chúng ta đi cái dòng xe rất là sang. Và với cái lối thiết kế không hề có hiện tượng lỗi theo thời gian anh chị nhé. Xe đã được dán một lớp kính cách nhiệt bên trong. Đây. Đó, kính là kính nguyên bản nha anh chị nhé. Kính nguyên bản của nhà sản xuất, tem mác còn đầy đủ nhá. Đó, kính rất là trong luôn, anh chị có thể xoay gương được ở cái kính này luôn. Sâu hơn một chút nữa thì bước vào hệ thống nội thất của xe. Đây, đầu tiên chúng ta mở cửa ra, chúng ta nhìn được phần hệ thống keo chỉ nhá. Đây, hệ thống keo chỉ của xe này hoàn toàn là zin nguyên bản. Đó, những chiếc xe này thì anh chị biết đấy, cái dòng xe của Đức nó vô cùng là chắc và bền. Và cái đồ của nó chắc chắn nó sẽ đắt hơn những cái dòng xe khác rồi. Đó, vòng BMW và vòng Mẹc thì anh chị biết nhá. Đây, nội thất của xe đây, nội thất rất là đẹp nhá. Nội thất này, nội thất rất là đẹp rồi. Đó, và sàn là sàn lỉ nguyên bản, đã được lót thêm một lớp sàn thôi anh chị này. Hai dàn, hai vùng điều hòa độc lập nhá, hai vùng điều hòa độc lập. Đó, một chiếc xe BMW. Đó, với cái lối thiết kế rất là hiện đại luôn.
Ở phần khoang ngồi đằng sau nó rất là bình thường thôi. Ta bước về cái khoang đằng trước ấy thì nhìn nó rất là đẹp luôn. Trang bị 6 túi khí trên xe hay vùng điều hòa. Đây. Đó anh chị nhỉ. Vô lăng tích hợp nha, chị nhìn được phần vô lăng này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, vô lăng rất đẹp. Đây anh chị nhìn này. Vô lăng rất đẹp nhá, cho một chiếc xe BMW. Đó, vô lăng này. Đồ mờ đồ nhám của chiếc xe đó vô cùng ít. Về tổng thành cái mặt táp lô, về táp lô của xe, phần nhựa táp lô là rất đẹp luôn, cũng như là về mặt trung tâm. Mặt trung tâm của xe thì nó được trang bị đầu đài nguyên bản. Đó, trang bị đầu đài nguyên bản và điều hòa ở tủ đây. Cũng như là hộp số tự động của chiếc xe này hoàn toàn là zin anh chị nhá. Chưa hề có hiện tượng là hạ hộp số. Đó. Đây dàn âm thanh của xe đây anh chị cảm nhận một chút nhá. Đó, dàn âm thanh nghe rất là hay luôn. Đó, em sẽ test một vòng cho anh chị các bạn cảm nhận về cái mẫu xe BMW này. Đề lỗ thông minh anh chị nhá, một chiếc xe đề lỗ thông minh. Đó, đề rất là nhẹ nhàng luôn. Sẽ test một vòng chiếc xe BMW 320i cho anh chị các bạn cùng cảm nhận về cái mẫu xe này. Đi rất là êm luôn. Đảm bảo cam kết cho anh chị các bạn đến xem xe là ưng với cái mẫu xe này. Với cái giá chỉ bằng một chiếc Kia Morning thôi. Cũng chỉ bằng một chiếc Kia Morning thôi. Và chúng ta sở hữu ngay mẫu xe đi vô cùng an toàn và đẳng cấp luôn, rất là xa. Đó, dàn âm thanh rất là hay. Xe đi được 10 vạn 9 anh chị nhé. Đây, xe đi chuẩn 10 vạn 9 này. Quý anh chị các bạn có thể đến trực tiếp tại Sun Auto để xem xe, đặt địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em để được sở hữu như tư vấn rõ hơn là 0976 08169 anh chị nhé. Đó, một vòng chiếc xe BMW. Sau đây anh chị các bạn cùng em kiểm tra một cái hệ thống khoang máy của mẫu xe này xem có thực sự là chất lượng hay không. Nắp capo chiếc xe hoàn toàn nguyên bản và hai pin chống của xe đây còn rất là chắc, rất là cứng cáp luôn. Đó, rất là cứng cáp anh chị nhé. Hoàn toàn là các hệ thống của xe xuất xi nguyên bản cho xe hết, không hề có hiện tượng rung lắc. Và cam kết cái chiếc xe này chân máy chưa hề hạ anh chị nhé, chân máy chưa hề hạ luôn. Có một chiếc xe màu trắng sứ nguyên bản anh chị này. Đấy, ốc này, ốc áp 7 màu vẫn còn rất là sáng luôn. Đó, cho một chiếc xe BMW. Máy nổ vô cùng êm, không hề có hiện tượng rung lắc. Với một chiếc xe BMW sử dụng được 10 năm, cái chất lượng và cái giá như này nó vô cùng là rẻ. Đó, chỉ có 375 triệu đồng thôi. Anh chị các bạn nhanh tay sở hữu mẫu xe này, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0976 08169. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn.